Việt Nam tỷ mỹ kim trong trường hợp xuất khẩu do ảnh hưởng của các hạn chế Covid-19 và tình trạng thiếu lao động. Dự kiến xuất khẩu hàng dệt may chỉ đạt in 4.5 kilometers. Turn left onto Castlefield Avenue. Sẽ thiếu hụt từ 35% đến 37% công nhân nhà máy vào cuối năm. Bệnh viện Chợ Rẫy tại Sài Gòn tiếp nhận máy giải trình tự gen từ Hoa Kỳ. Bệnh viện Chợ Rẫy tại thành phố Sài Gòn hôm thứ Ba đã tiếp nhận một trong hai máy giải trình tự gen Illumina do Hoa Kỳ trao tặng cho Việt Nam. Máy giải trình tự DNA Illumina do Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tài trợ đã được ông Robert Greenan, quyền Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Sài Gòn, bàn giao cho bệnh viện. Đây là một trong hai chiếc máy trị giá 340.000 đô la Mỹ do phía Hoa Kỳ trao tặng cho Việt Nam trong tuần này. Chiếc còn lại được trao tặng cho Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Thiết bị này sẽ giúp bệnh viện làm được nhiều điều mới đối với Việt Nam, bao gồm phân tích gen đột biến và các biến thể mới của SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, thì thiết bị này còn có thể giúp các nhà khoa học phát triển các loại vaccine mới và hiệu quả hơn. Theo ông Trương Thiên Phú, là trưởng khoa vi sinh Bệnh viện Chợ Rẫy, giải thích, thiết bị này sẽ giải trình tự gen của virus để xác định đây là chủng gì và nó có đột biến hay không. Nó cũng có thể hỗ trợ điều trị ung thư thông qua giải trình tự gen người để phát hiện các bất thường. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và tài liệu cần thiết cho các bệnh viện Việt Nam. Về phía Hoa Kỳ thì ông Greenan chia sẻ rằng Hoa Kỳ và Việt Nam đã hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc khủng hoảng COVID-19, nhất là khi Hoa Kỳ đang gặp khó khăn tồi tệ nhất trong việc kiểm soát COVID-19. Việt Nam đã hào phóng cung cấp hàng triệu thiết bị bảo vệ cá nhân PPE cho người dân của đất nước này. Ông Greenan còn cho biết, Hoa Kỳ hiện đang làm việc với các nhà sản xuất trong nước và các đối tác quốc tế để mở rộng sản xuất vaccine toàn cầu. Washington cũng sẽ tiếp tục chia sẻ liều vaccine bổ sung trên toàn cầu khi nguồn cung có sẵn. Hoa Kỳ là nhà tài trợ vaccine lớn nhất cho Việt Nam với 9,5 triệu liều vaccine COVID-19 kể từ tháng 7, đồng thời cung cấp hỗ trợ tài chính trị giá hơn 26,5 triệu đô la Mỹ và trang thiết bị như là máy thở, vật tư phòng thí nghiệm và chuyên môn kỹ thuật. Cập nhật tình hình COVID-19 tại Việt Nam. Bản dịch tin COVID-19 vào ngày 20 tháng 10 của Bộ Y tế cho biết có 3.646 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 11 ca nhập cảnh và 1.810 ca trong cộng đồng. Số ca tử vong trong ngày là 72 ca và số ca được công bố khỏi bệnh là 1.737 ca. Các ca nhiễm COVID-19 mới chủ yếu tại các địa phương như Sài Gòn có 1.347 ca, Bình Dương 492 ca, Đồng Nai 308 ca, An Giang 194 ca và Sóc Trăng.